Sau cơn bão vô địch AFF Cup 2018, chúng ta lại có thêm Hanen để tự hào về Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới năm 2018. Khi cơn bão chiến thắng AFF Cup còn chưa hạ nhiệt, thì Hanen đã lọt vào top 5 chung cuộc của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới năm 2018. Đây là thành tích tốt nhất mà đại diện Việt Nam có được trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới từ trước đến nay. Tầm vóc người Việt Nam ngày càng được khẳng định trên đấu trường quốc tế. Rất hiếm khi người Việt Nam lại đón nhận nhiều tin vui và niềm tự hào như ngày nay. Sau khi đội tuyển bóng đá Việt Nam trở thành nhà vô địch AFF Cup 2018, chúng ta lại có thêm Hanen lọt vào top 5 của chung cuộc cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018. Bên cạnh các đại diện đến từ Puerto Rico, Philippines, Nam Phi và Venezuela. Tầm vóc người Việt Nam cả về thể lực, nhan sắc, trí tuệ ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế. Chúng ta hoàn toàn có thể tự tin rằng một Việt Nam nhỏ bé không hề lép vế trước những cường quốc châu Á và thế giới. Hanen, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, là người đồng bào dân tộc thiểu số đầu tiên đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Thành tích của Hanen tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 là thành tích tốt nhất mà đại diện Việt Nam có được từ trước đến nay. Trước cuộc thi, Hanen và gia đình chỉ dám hy vọng cô lọt vào top 20, cùng lắm là top 10 chung cuộc. Nhưng trong suốt hành trình tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018, Hanen đã khiến người hâm mộ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cách đây tròn 10 năm, tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2008 diễn ra ở Việt Nam, Hoa hậu Thùy Lâm đã xuất sắc lọt vào top 15 chung cuộc. 10 năm sau đó, Hanen không những tiếp nối vinh quang của đàn chị mà còn xuất sắc hơn nữa. Mặc dù Hanen chỉ dừng chân ở top 5 đầy tiếc nuối, nhưng chính cái tiếc nuối đó đã thể hiện một sự tự tin, một niềm hy vọng rằng Việt Nam hoàn toàn có thể làm tốt hơn nữa trong tương lai. Từ một Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 gây tranh cãi, đến top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018. Thời điểm Hanen được xứng tên cho ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Trong dư luận đã nổ ra một cuộc tranh cãi gay gắt. Người thì cho rằng Hanen có vẻ đẹp lạ, nhân cách tốt, hoàn toàn xứng đáng với chiếc vương miện Hoa hậu. Số khác lại cho rằng Hanen chưa xứng đáng khi đặt những ứng viên nặng ký khác. Mái tóc tém cùng làn da nâu của cô ED thậm chí còn trở thành chủ đề khiến cô bị miệt thị. Có vẻ như nhan sắc của Hanen không hợp nhãn nhiều người Việt vẫn đề cao nét đẹp thuần Á Đông với làn da trắng muốt, tóc dài, mặt trái xoan. Trước những phản ứng trái chiều về nhan sắc của mình, đặc biệt là mái tóc ngắn, Hanen vẫn tự tin cho rằng mái tóc không quyết định sự nữ tính, quan trọng vẫn là thần thái, biểu cảm và sự giao tiếp để mọi người cảm nhận. So sánh với những hình ảnh mái tóc dài tỉa thưa hoặc uốn xoăn bồng bềnh trong quá khứ của Hanen, ai cũng phải công nhận rằng mái tóc ngắn hợp với cô hơn. Ở Hanen, toát ra một vẻ đẹp rất high fashion, cực kỳ phù hợp với những bộ ảnh thời trang trên sàn runway. Ở ngoài đời, cô gái ấy lại gây ấn tượng với làn da nâu đòn khỏe mạnh và nụ cười tỏa nắng. Trở thành hoa hậu rồi nhưng vẫn giữ được nguyên nét chất mộc mạc của con gái Tây Nguyên. Trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018, Hanen có gần 1 năm để chuẩn bị và cô đã mang đến Thái Lan hình ảnh một người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, năng động, tự tin và rất hòa đồng, thân thiện với bạn bè quốc tế. Hanen có cả một ekip chuyên nghiệp với sự chuẩn bị chỉn chu, kỹ càng. Đến với cuộc thi, Hanen mang hẳn 90 bộ trang phục chỉ đại diện trong khoảng nửa tháng. Điều đó khiến cô có thể biến hóa đa dạng với nhiều phong cách khác nhau, từ năng động đến gợi cảm, lộng lẫy mà vẫn mang dấu ấn dân tộc. Bộ trang phục dân tộc bánh mì của Hanen từng bị chê tơi tả là kém sang, không đại diện cho văn hóa Việt Nam, nhưng lại bất ngờ lọt vào top 10 trang phục dân tộc đẹp nhất do Mixology bình chọn. Bộ trang phục này cũng lọt top những trang phục có câu chuyện hấp dẫn nhất trên fanpage chính thức của cuộc thi.
qua phần trình diễn đầy ấn tượng của Hermia. Với động tác mô phỏng ăn bánh mì đã khiến cho bộ trang phục càng trở nên sống động. Nếu như ở phần trình diễn bikini, Hermia gây ấn tượng với hình thể bốc lửa, thì đến phần thi trang phục dạ hội, cô lại có màn xoay váy thần thánh, khiến tất cả khán giả có mặt trong phòng phải ồ lên đầy phấn khích. Hermia không ngại khi nói về xuất thân nghèo khó của mình, bông hoa của núi rừng từng ngồi trên công nông để trở về buôn làng ngày ấy, dõng dạc tuyên bố với cả thế giới rằng: "Tôi là Hermia, tôi là người dân tộc thiểu số phải kết hôn ở tuổi 14, nhưng tôi nói không, tôi chọn theo con đường giáo dục, tôi đến được đây, tôi làm được, bạn cũng làm được." Điều đáng tiếc nhất có lẽ vốn tiếng Anh còn hạn chế của Hermia cùng sự phiên dịch không sát nghĩa của thông dịch viên đã khiến Hermia không thể có mặt trong top 3 sau phần thi ứng xử. Nhưng những gì cô làm được cho đến thời điểm này vẫn là rất tuyệt vời. Hoa hậu có tâm hồn đẹp, Hermia là tấm gương mẫu mực về nghị lực vượt qua những khó khăn của cuộc sống để chạm tới ước mơ. Chiếc vương miện hoa hậu đã giúp cô gái Tây Nguyên có cơ hội đi khắp nơi và thực hiện những ước mơ của bản thân. Cô đã làm đúng như những lời hứa của mình khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Đó là dành 70% số tiền thưởng của mình cho công tác thiện nguyện trao học bổng cho các học sinh nghèo. Cô còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện khác hướng đến trẻ em, phụ nữ và bệnh nhân HIV. Trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, Hermia đã tích cực quảng bá những nét văn hóa truyền thống của Việt Nam với bạn bè quốc tế. Cô mang đến đất Thái Lan những đặc sản của Việt Nam như đôi dép tổ ong thần thánh, những chiếc túi thêu thổ cẩm, áo phông in hình cờ đỏ sao vàng, không chỉ để cho mình dùng mà còn tặng cho các bạn hoa hậu khác. Hermia đã thể hiện sự thông minh, khéo léo, hòa đồng với bạn bè quốc tế. Từng có tin đồn Hoa hậu Hoàn vũ Mỹ mỉa mai khả năng tiếng Anh của Hermia, nhưng mới đây hình ảnh selfie của hai người đẹp cùng diện áo cờ đỏ sao vàng đã xóa tan mối nghi ngờ về quan hệ giữa hai người. Hermia cũng không quên lấy lòng khán giả nước chủ nhà khi rất chăm nói tiếng Thái. Dù chỉ là những câu nói giao tiếp đơn giản nhưng lại khiến người nghe mát lòng mát dạ cực kỳ. Vậy nên không khó hiểu khi các diễn đàn mạng xã hội của Thái Lan đều dành sự khen ngợi cổ vũ cho đại diện Việt Nam. Không chỉ thế, cô còn liên tục chiếm sóng trên tờ Foco Thái đầy danh giá. Dù bận rộn với lịch trình ở Thái Lan, cô vẫn không quên theo dõi và ủng hộ đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018. Không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ, cả đội tuyển bóng đá Việt Nam và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Hermia đều lập công tại đấu trường quốc tế. Với những đại diện xuất sắc này, chúng ta có thể ngẩng cao đầu tự hào về những gì người Việt đã, đang và sẽ làm.